quá mới lạ. Tuyệt vời. Cảm ơn Giang. Cảm ơn Giang đã qua đội bên kia. Bây giờ chúng ta sẽ bị người ta họa sĩ lên khuôn mặt của mình. Quan trọng á là mỗi người họa bao nhiêu nét thôi. Lỡ một nét đi từ đầu tới chân sao anh? Không, có mặt thôi, có mặt. Vinh nhớ nãy anh Giang lại chỉ anh bị đổ nước sao không? Em mời anh xử anh Giang. Em chỉ một nét cho anh Giang thôi mà nhét vô răng. Ok. Lại đây Hiếu. Dạ. Sao cái này răng che? Sử dụng vô mắt thôi à. Đừng có để vô mắt cho nên em nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi. Dạ. Một. Anh chỉ lắm cưng. Đó. Đó là một nét hả anh? Một nét. Trời ơi, hết mặt. Hai. Ba, nhắm mắt lại cho cưng. Bốn. Anh tô hết luôn đi. Năm. Rồi, đủ rồi, đủ rồi. À, được rồi, năm cái thôi, được rồi. Đấy rồi. Khoan, xin phép ngôi kiến huy là dành cho em. Rồi, vô. Mở hai. Hả? Ẩn nha, ẩn nha. À. Lê Dương Bảo Lâm. À, mình quay vô trong đi. À, là kính đúng không? Mình đúng nhẹ rồi, nhẹ mình kính thôi chứ để người ta thấy nó kỳ lắm. Vẽ tranh sân dầu hả chị dạ? Điều diễn viên hay họa sĩ? Ok. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Ủa là nãy một mấy người chơi. Đủ rồi đó, đủ rồi đó. Ngân có muốn vẽ gì thêm không? Em thấy ok. Ngân là thấy vậy là được rồi. Không. Ok chưa? Ok, tuyệt vời. Em muốn khán giả đếm, em muốn quay lại. Khán giả đếm giùm em đi ạ. Rồi, tới tôi. Rồi, tới tôi. Đâu, anh nói mắc cười nè. Sao em bị phạt từ đầu đến cuối vậy? Răng đen. Răng đen. Nhuộm răng, tục nhuộm răng. Tính ra là mẹ bị ngộ độc đậu này nè. Mày có chết không? Không, cái này than tre mà nhấp nhấp à. Ăn được cái này, ăn được cái này, ăn được. Nhiều nóc cho răng à. Chỉ mắc ói thôi. Nhiều cái ói thôi mình còn nuốt được. Quay ở chỗ trong, quay ở trong. Một. Nhảy cả tưng rồi, mà tưng. Hai, ba. Đội thua. Đội thua. Bây giờ vậy. Bây giờ vậy. Nó cười lắm, ghê quá. Nó cười lắm mẹ ơi. Bây giờ vậy. Đội thua. Xuống bưng cái thảm đỏ lên đây cho tôi. À, bưng thảm đỏ. Ủa, là một kiếp cu ly luôn hả? Thua mà, muốn làm gì cũng được. Ủa. Để đã trải từ cái đèn trải lên đây. Ok chưa? Người thắng cuộc cá nhân là Lê Huỳnh Thúy Ngân. Hay quá. Và đây là phần thưởng của Lê Huỳnh Thúy Ngân. Thiệt là đã luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Có đẹp hả? Đây là một chiếc nhẫn bằng vàng thật sự. Nhưng bây giờ thiếu người tặng. Rồi, tự đeo đi cưng. Tự đeo thì nó có đẹp không? Không đẹp chứ. May mắn lắm. Có 3 giây để đẹp thôi. 1, 2, 3. Đeo vô cái may mắn tới liền nè, phép thuật nè. 1, đeo vô, đeo vô. 1, 2, 3. Chúc mừng. Oh,
Đây là phần cuối, cũng không nói gì thêm nữa. Vâng. Thắng làm vua. Thua bị phạt. Đúng vậy, chúng ta có hai hình phạt với mấy? Ba lần. Hai. Hai thôi. Vậy là có một người không được hả anh? Một người là một cái gì đó khác biệt. Đầu tiên nhân gái bóp trước. Đây là kẹo. Cái người mà khác biệt là ăn người chơi kẹo này. Nút hết sẵn vô rồi uống coca. Đúng rồi. Trời, nó nổ banh họng luôn á. Nổ bụng. Của em là gì vậy? Rồi. Dạ kìa. Rồi xong. Chúng ta có hai hình phạt. Phạt thứ nhất là cái viên kẹo sủi này thả vào nước ngọt thì nó xì bọt. Thứ hai đó là bánh mì sandwich kẹp nhưng đặc biệt. Ai? Dạ em là coca methon. Coca methon. Rồi xong. Mentos nữa nào ghi methon. Nó ghi methon. Thì đó. Cái mình chất quá học. Của Minh Dự. Đây chính là nước tạo bọt. Ngân. Bánh mì không? Bánh mì thiên quả. Nhiên nhưng thực vật. Còn là bây giờ. Dạ đây. Cảm ơn Dự. May mắn trời. Trời hay vậy. Nụ cười. Làm bây giờ sẽ là người duy nhất trong đội đứng nhìn đồng đội mình đau đớn. Trời ơi. Trời ơi. Mời Ngân. 50%. Wow. Nhìn mấy Ngân không ăn được qua sân thành phố. Cố lên. Thả miệng ra. Cay đắng nào mà trả qua. Những thứ cay đắng nhất mà đã vượt qua rồi. Cay đắng này nhầm nhò gì nữa. Đừng có nêm. Một miếng nữa, 50 mà thôi cắn miếng nữa thôi. Đừng có trải nghiệm, nuốt luôn đi. Còn phần còn lại thương ai thì tặng người đó. Nuốt luôn, đừng có trải nghiệm. Minh Dự. Dạ. Anh ơi, nó có bị nổ banh họng luôn á. Sẵn sàng chưa? Nhanh nghe luật nha, nhanh nha. Thả miệng ra. Vô lực lực. Vô lực lực. Trời ơi. Dự ơi. Sặc em tội gì? Rồi. Lấy cái nước này rửa nó mới sạch nè, nước nó không sạch đâu, nước này, nước này. Ngày hôm nay Minh Dự là cũng gác lại công việc để đến đây với anh em tham gia bảy đội một lần nữa. Thì lần trở lại này với một cái tâm thế mới là cũng chịu khó nhận những cái đòn đau đớn của anh em hơn. Thì em thấy sao? Dạ thì em tại em thấy cũng quen rồi anh. Tại trước khi em tới thì em cũng nhớ về những ký ức của em. Thì em nghĩ và em theo dõi chương trình, em thấy là chương trình càng ngày nó càng có những cái khác biệt hơn. Cho nên là em là con người chịu khó, em chịu được. Em chịu được. Và chúng ta hãy vỗ tay đi ạ. Vỗ tay cho những sự chịu khó của Minh Dự. Cảm ơn Minh Dự và chúc cho những dự án trong tương lai của Minh Dự cũng như công việc dạy học của mình sẽ ngày càng phát triển và mang lại nhiều giá trị cốt lõi tinh thần cho các em. Anh được nhắc từ dạy học em ngại từ bữa nay quá. Sao vậy? Sao vậy? Anh thua nhiều quá. Học trò thì nó qua môn, còn em dở lại nhiều quá. Không, hôm nay là chơi vui mang lại tiếng cười cho học trò thôi mà. Dạ. Thì ngày hôm nay phải nói là ba đứa chơi nó xuất sắc. Giống như là trời sinh là bộ ba cá mòi vậy đó. Bộ ba cá mòi. Trời ơi, chơi tới đâu là thắng tới đó. Mà thắng tuyệt đối. Bên mình là một trong những cái bộ ba mà cũng là đỉnh cao. Thua là thua tuyệt luôn. Hình phạt đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có vị trí được đánh dấu. Ở đây. Chúng ta sẽ ngồi. Để cho người thắng ngồi lên xe đạp. Người thua ngồi. Và tâm đón nhận hả? Buông bỏ, đón nhận. Người thắng sẽ ngồi lên đây. Và em mê, chúng ta đạp. Anh gặp em mê tốc độ nữa. Tốc độ. Hãy đạp thông dong. Hãy đạp cho văng qua bên kia cánh cửa. Là thành công. Quá tuyệt vời. Ở đây chúng ta có ba người bị phạt. Đó là Tiến Luật, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Nhưng mà tôi nhớ trong thâm tâm, trong tâm trí tôi là cái đập hồi sử hồi xưa cách đây mấy tuần là Ngân có được một tấm thẻ. Nhưng mà ba nụ vẫn còn làm việc ở những số tiếp theo. Nên chúng ta có phần thưởng dành cho những tập tiếp theo. Đây là lợi thế. Rồi, mời Thúy Ngân. Thẻ quýt làm cao chịu. Thẻ quýt làm cam chịu là làm sai rồi, nhưng bây giờ có thể kêu cam được. Cam đó có thể là ở đội thắng, hoặc cam đó cũng có thể
là đội thua. Cô bé ơi, Cam đó có thể là bên đội thắng nha em ruột. Cam có thể là đội thắng hoặc cũng có thể là đội thua. Ngân anh mệt lắm rồi Ngân. Thương anh Ngân. Chiếc thẻ quyền lực đó. Người phạt đầu tiên là Trương Thế Vinh, xin mời. Mình có thể vừa đạp vừa hát bài Xe Đạp Ơi. Không, em sẽ hát bài khác. Em hát một bài rất hợp với HTV, họ hay hát mỗi mùa. Đó là bài Quay Nhanh Quay Nhanh. Quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Vâng, vô, 2, 3. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Trời ơi, nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Ôi trời ơi. Rồi, xin cảm ơn. Trời ơi, ghê vậy. Có bịch cái mũi không? Anh Vinh có bịch cái mũi không? Giấc mơ tuyết trắng của anh Vinh đi sao? Người thứ hai, tôi xin phép hỏi Tiến Luật có ai ý kiến gì không ạ? Trời ơi, thân xã quan tàn không nhận ra. Anh ơi, anh nhưng mà tội nghiệp bé Phước lắm. Tại bé Phước nói là anh Luật lớn á, bé Phước làm vậy cũng sợ. Nhưng mà anh Luật cho phép nha. Không sao em, đây là cuộc chơi, thua là phải chung. Lên đi đó, cưng. Đó, nên Phước. Em lên, em lên. Thảo mì đường. Em khoan, lên. Khoan đã. Em bóp kèn nha anh Luật. Con nhỏ này nó láo thành. Ngày xưa ai là để tôi hỗ trợ. Em sao? Ê, ê, nhìn thấy anh Luật, anh đội nón bảo hiểm á. Ê, ê, khoan anh, em nghĩ anh không nên đứng dậy. Anh không cần vội, anh cứ ngồi đấy. Như vậy là Ngân, Ngân. Trời ơi, Ngân à. Trời ơi Ngân ơi, tôi hận em tới suốt cuộc đời mày luôn Ngân. Bây giờ anh nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ cho em là anh Ngân, nói gì với em. Ngân. Dạ. Trà sữa hồi nãy em uống anh lo. Dạ. 20 ổ bánh anh lo. Anh đi quay một ngày đâu có bao nhiêu tiền đâu Ngân. Anh tự nhiên anh khóc vậy. Anh mua 5 triệu mấy tiền đồ ăn. Đây, bột rồi bánh xèo đây. Vậy vậy thì bây giờ mình có một cái deal. Lần sau mà em thua là anh trả. Được. Em thua tôi trả. Vậy thì em sử dụng đi. Tôi chọn bên nào, tôi chọn ai thì em sử dụng người đó. Okay, tôi có thể dùng tiền để tôi lo cho em. Okay. Trời ơi trời. Đúng rồi, cũng được. Trở lại rồi mọi người à. Lôi Lan Ngọc ra, lôi Lan Ngọc ra. Cuối cùng người ta cũng đã trở lại rồi. Ôi mất cúp lâu lắm. Cuộc sống ơi, em ra đây. Chết rồi. Cuộc sống này rất là khó đoán lòng. Em em cười tôi. Ôi, lúc đầu chơi em nói ai ngốc ghét nhỉ. Bao đại nhân ơi quá quá. Bao đại nhân ơi quá quá. Bao đại nhân ơi quá quá. Vô đây. Em có nói với đồng ngốc ghét đâu hả? Đây con ăn gái gái. Đây đây đây. Anh Luật cẩn thận. Nhưng mà. Nhưng cái gì nữa? Nhưng nghĩ cái gì? Ngồi xuống. Những nụ cười của em đã mất tiêu rồi. Không phải, không phải, khoan đi cho em nói cái của em. Nói đi, nói thoải mái. Tại vì á, trong cuộc sống này á, có vay có trả em biết. Vay trả thì phải trả thôi. Nhưng Ngân có một tấm thẻ thì em cũng có một tấm thẻ mà. Lan Ngọc. Ủa thật sự là trong này là có tên ai khác ngoài tên em không? Không, không hiểu, sao? Em bóc trúng thẻ Lan Ngọc làm thì Trương Thiết Vinh chịu. Cái này là thời em.
Ủa bắt cái gì vậy trời ơi? Ngân có một tấm thẻ thì em cũng có một tấm thẻ. Và Lan Ngọc có tấm thẻ là Lan Ngọc làm Trương Thế Vinh chịu. Hồi nãy em cản anh rồi mà anh không nghe. Thanh Vinh chị đến. Mời, nói chung bây giờ hết rồi, tại Vinh không có thẻ đâu. Anh chịu đúng rồi đó. Ngọc lên đạp đi em. Chị Ngọc ơi đi chị Ngọc. Em bị rồi, bị nữa có cái sao người đâu. Cái đạp xe đạp mày là anh Luân. Ê đúng đạp vậy quá. Đúng lâu lắm đó. Đúng vậy. Thả micro Vinh ơi. Xin lỗi em. Xin lỗi gì? Ây da. Đã đến lúc. Lên lúc. Tôi chưa lên. Đi lên đi. Lên thoải mái. Ủa xanh. Bài thích, thích nhạc gì? Tôi thích bài à. Cho bài tình bạn đi. Tình bạn. Bạn tôi sáng như nắng, lên dáng đường, lên dáng đường. Bạn tôi sáng đạp xe. Bao nhiêu cây số vậy? 20 cây số. 20 cây số. 20 cây số xa dữ lắm. Hằng đi giày thêm. Cho thêm mới hết một rồi. Cho thêm mới hết một rồi. Đưa. Thôi. Thôi. Đủ rồi. Anh khép miệng lại đi. Vô. Bao nhiêu đập? Bao nhiêu đập? 3 đập. 3 đập. Em sẽ cho chị 1 đập thôi là đủ. Vậy là nếu thắng là Gin đập 1 đập. Nhưng mà nếu thua là Gin bị 3 đập. Đồng ý cứ thỏa thuận chưa? Dạ đồng ý. Chị không nhớ cái cú mà tám từ. Em ơi từ. Ôi đúng rồi, đúng rồi. Chị cú bổ huyền thoại. Đúng rồi. Ôi, năm ngoái có mấy con gấu mà bữa đầu chị ốc ốc. Từ trên thôi. Nó quá. Nó quá. Trời tội nghiệp. Em là yên tâm đi, em không thua. Em không thua. Chị ơi chị. Trời ơi chị ơi. Ủa giờ chị Long não tới bây giờ luôn. Mà tới bây giờ chị vẫn chọn người ta. Tại vì cái thù lúc đầu á, ghen ghen tới giờ á. Quả thân xì cho công bằng. Rồi, hồi ra gì? Một. Khoan. Để cho nó có cái sự mà nguy hiểm. Mọi người xỉm xong rồi, xong rồi đưa ra. Đúng rồi. Không phải, nếu vậy thì quay lưng lại vậy nè. Quay lưng lại. Đúng rồi. Rồi đếm đi. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Thắng rồi, dạ ơi. Có 3 lượt thôi. Bây giờ này mình muốn chơi từng người từng lượt hay là 3 lượt 1 người từng luôn? Người từng lượt mới hấp dẫn. Để cầm hấp dẫn nha. Rồi ok, mỗi người trả trước đúng không? Yes. Đúng. Một dịp. Rồi đi bài. Đi bụi. Tôi ghi 3 đập quá. Mạnh quá. Đó. Hai chị em mình giống như chơi hội chợ vậy. Yeah. Không điểm. Tự hào cái gì mà em. Ôi. Không điểm luôn. 2 điểm. Ôi, điểm. Ghim đẩy em vậy nè. Đẩy mới được 2 điểm. Rồi, mấy lượt rồi? 2 lượt rồi. Cuối cùng không? Nửa cùng. Em 10 điểm là ngon. Nè, 10 nè. Bên này đi. Tham là thăm nè. Tham thì thăm đó. Ủa đâu cần chơi nữa. Đâu cần phải chơi. Đâu cần phải chơi nữa. Đâu phải thảy chứ, lỡ thảy vô đổi điểm rồi đâu. Rồi. Chị quăng ra ngoài. Trời ơi, quăng ra ngoài là hèn. Ủa, tôi hết hèn. Ba đập. Rồi bây giờ cho em bình lỗ tay nha. Rồi nếu mình lỗ tay thì tôi đập từ trên này đập xuống. Em muốn đập từng cái hay là đập một lút luôn? Thôi cho chị đập vô trong lỗ tay đi. Sao hả? Đập lên trên khó gọi đầu. Nhưng mà rồi rồi chị đập đi. Đập ngang á, đừng trời đập ơi, chết. Trời ơi, tự nhiên làm dễ thương với chị dạ.
Mặt vậy sao nở đập trời. Sao nở đập trời. Trời. Dễ thương nè. Chị ngại quá à. Dễ thương nè. Dễ thương nè. Thôi chào chị thương rồi. Mà mặt xấu nè, là mặt xấu nè. Bên này chưa có mà bên này thiếu. Thiếu thì chuyện, thì chuyện, thì chuyện cho. Dễ thương. Xấu nè. Sao nó đầy họng em ơi. Chưa kịp tỉnh kìa. Chưa kịp tỉnh hả? Vậy luôn. À, bên chính giữa rồi, bên này rồi. Không thể nào thiếu. Ở bên này được. Ở bên này được. Sao Buka vui dữ vậy? Chắc là có uẩn khúc gì đó. Tại vì nếu bây giờ con buồn á thì lên hình mất công khán giả nói nữa. Cho nên con phải vui. Ủa? Không, chị thấy em vui từ trong tâm can em á. Có chị. Thấy em chùi mắt chưa? Sao môi anh tái mét. Lúc đầu là không có dính vô mắt đâu, nhờ chùi bây giờ mới ra ngoài. Cặp tiếp theo ai chọn ai? Em xin được chọn Buka. Buka. Biết ngay mà chứ chọn tôi. Ủa chứ còn hai anh mà. Quánh tôi xì. Mình là chơi nhân nhượng với nhau thôi. Ừ, nhân nhượng thôi. Bắt thắng rồi. Quyết định. Rồi con chơi trước. Bu chọn cái này. Đúng. Cái này lên mặt. Mấy quẹt? Năm quẹt. Wow. Là hai người cùng quẹt. Năm quẹt. Nhẹ thôi. Vô rồi. Vô rồi. Ghê vậy. Một điểm. Một điểm. Không sao. Đấy. 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 Ai ai con gà vô dầu. Gà vô. Ủa? Gà. Xích tới mù. Wow. Ôi, vô 2 điểm. Ném vô 2 rồi. Gà chiến đâu. Một điểm. Quê, quê, quê. Cháu quyết định nè, cháu quyết định nè. Chắc hẳn rồi. Bây giờ lượt cuối đúng không? Đừng có tham, ra ngoài liền. Ba mấy? Ba điểm. Ba điểm. Ba điểm. Ba điểm. Ba điểm. Dễ ghê. Năm nè, mười nè, mười nè. Đổi điểm, vô đổi điểm. Ghê lời. Hay ghê lời. Ba. Nè. Năm nè, mười nè. Không mấy cái gương hả? Cái gương trước mắt nè. Ủa không phải, sao nó đứng được chỗ hay vậy ta? Tại vậy mà... là ăn rồi. Ba điểm. Vậy là ba điểm là ngoài rồi. Nhưng mà... Rồi, năm quẹt. Thôi rồi. Đây, 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 để anh cầm cho, trời ơi anh. Ủa sao anh, mày anh nhiệt tình quá vậy? Đây, đây, đây. Cái này là mình để mình dưỡng da mặt luôn. Đúng rồi. Cái than tre này đánh răng tốt lắm. Vậy hả? Vậy giá mình dưỡng răng. Thôi răng mình ok năm rồi. Năm quẹt đúng không? Mời hòa sĩ Buka. Năm quẹt chứ vậy. Nè. Một quẹt tính là khi dứt cái bút đúng thì rồi. Tính là một quẹt nha. Trời ơi, thằng chồng là mình sẽ... Chồng giúp vợ hai đời. Em thấy cái mặt Thiên Ngân á, thiệt luôn. Thiệt vậy luôn. Lớp mặt nạ đẹp lắm. Ông đến hỏi mọi người coi đẹp không? Đẹp. Đẹp. Giống bây như giờ tới con mắt đi, thiếu con mắt luôn. Không tin Bu làm vậy luôn. Cái này là đắp than tre mà. Thiệt luôn. Ai biểu hồi nãy? Hồi nãy bà chọn tôi mà. Hồi lại hai người cùng, đúng là chị em tương thông. Năm quẹt. Được, đồng thanh đó. Rồi, vậy thì quẹt thứ hai. Một quẹt. Quẹt thứ ba. Em cứ tưởng là em chọn Bu là nhẹ nhàng. Không. Thôi em ơi, nếu em thắng tay cũng vậy. Hay là lột mụn đầu đen ha. Bốn quẹt. Quẹt thứ năm cho một lần ngay mặt nữa. Tô màu luôn. Rồi. Tuyệt vời. Ok. Năm quẹt. Cặp tiếp theo. Em và anh Luật. Xin mời anh có chấp nhận không ạ? Trời ơi. Chọn cái gì? Tôi chưa bao giờ từ chối. Than tre.
Ê, cái mặt anh Luật mà vẽ bộ phan tre mới đã tay á. Mấy quẹt. Quẹt như thế nào cho mặt anh nó full là được. Mặt anh nó full là được. Nói gì, nói giùm đi mấy Thảo quẹt. Nghe đi. Con số chính xác. Mười. 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 Mười luôn ơi. Đồng ý không? Mười thì cùng mười. Em thấy anh Luật hơi rén. Quánh tù xì. Tôi nói thiệt, tôi không có sợ bột than tre, tôi sợ tôi thua thôi. Tôi không có sợ bột than tre, tôi sợ tôi thua thôi. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Chết rồi. Mười cho tôi, sát vô, mười. Mười là rớt ra ngoài nữa đó. Mười. Ê dạy. Ê dạy. Không được. Không điểm, không điểm. Ba điểm. Trời ơi. Cái bảng lên đây nè, cái bảng lên đây nè. Quay, 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 quay. Đúng rồi. Mười, mười, mười. Mười đi anh. Chết rồi, chết rồi. O điểm. O điểm. Quả cuối cùng. Hai tay này. Ba điểm. Năm điểm đi Ngọc ơi. Cố lên. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Quá chết rồi. Mười. Mấy quẹt, mấy quẹt, mười mấy quẹt. Mười quẹt. Đây. Vậy nãy nó thấy năm quẹt cũng nhiều lắm rồi, nghe mười quẹt sao nó quá trời. Hôm nay là ngày chị Ngọc nhận nghiệp của mình sau bao nhiêu năm hoảng hoa. Đất hiên ngang. Một quẹt. Trời ơi, còn tới chín quẹt. Chín quẹt. Chín quẹt lận. Chín quẹt lận. Chỗ đâu mà quẹt cho đủ. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại nha. Trời ơi. Trời ơi. Chị à, rốt cuộc thì hai chúng ta cũng thua ông chú này thôi. Ô, người cũ và người mới. Tôi làm cho lẹ nè. Ba nè. Bốn nè. Năm. Đây là nghiệp báo. Ô bữa này. À cảm ơn gần 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 cái chị. Bảy. Tám. Ok ok ok. Chín. Thôi ơi, còn chỗ nào không? Mười. Đắp mặt nạ luôn. Rốt cuộc thì mặt người cũ ok hơn mặt người mới nha. Rốt cuộc thì tôi vẫn thôi nữa. Bây giờ là cặp tiếp theo. Ghê quá. Bây giờ vậy, anh đề nghị là chơi màu đen vô trong răng á, màu trắng trên mặt. Chơi không? Là một quẹt màu đen, một vô một... kính răng rồi một cái ập vô mặt màu trắng. Rồi, vô. Vậy là chơi vậy phải không? Chốt vậy phải không anh? Rồi, ai chơi trước? Ai trước? Vô. 1 2 3. À anh thua trước. À gọi là hắc bạch vô thường luôn đó. Là sao? Vừa than tre vừa màu trắng. Ba điểm rồi kìa. Hey, cố lên em trai. Ba điểm. Đúng vị trí luôn. Năm điểm. O điểm. Không điểm. Đổi điểm. Tôi lấy còn sao? Sao em đang dẫn ba mà. Người ta vô 10 cái là người ta dẫn lại 7. Ờ, dẫn vô 5 là cũng dẫn rồi. Trời hay quá em ơi. Em đừng có tham mười. Tham. Tham là thơm luôn á. Cứ đổi điểm đi anh Vinh.
Yes. 5 với 3 là 8. Lắm rồi. Bây giờ mình có một vị trí duy nhất là 10. Không đổi điểm nữa anh. Đổi điểm khó lắm. Hai vị trí. Đổi điểm thôi anh ơi, đổi điểm. Đổi điểm đi. 4. Đổi điểm. 4. Đổi điểm. 4. Rồi hả? Đúng rồi đấy. Đổi điểm. Sao ạ? Anh sao ạ? Trời ơi. Đúng rồi. Làm như thế làm tôi cũng muốn thấy anh phải tẹt tôi. Đúng rồi. Hôm nay em muốn đợi chủ nhà phải thua xác vậy. Cho mượn. Đúng vậy, đúng vậy. Kính răng và một ụp vô mặt. Trời ơi. Ok anh. Sao mà chơi lớn quá vậy trời. Kính răng và một ụp vô mặt nữa. Ok chưa? Chơi lớn chưa? Anh mày đặt bài. Nhẹ răng ra. Vô đi. Vô nha, em không muốn nhưng mà anh này tại anh cá. Kính răng nè, nè thì kính răng. Xúc miệng cho anh Vinh luôn đi, chạy răng cho anh Vinh luôn đi anh. Được, bà này xinh răng trai tốt mà. Rồi, ok. Chưa kính à. Yeah. Ok, em thấy vậy được rồi, đẹp trời rồi ơi. Rồi, vô. Một. Ôi ơi, sorry. Nhẹ răng ra, nhẹ. Trời, hát bạch vô thương. Hát bạch vô thương tới rồi. Đây. Đây chính là hát bạch vô thương. Wow. Hay ha, hay ha. Ê, tính là cái combo này ok á. Xui. Thách đấu. Thủy Ngân tha thiết chơi tiếng luật. Vô đây. Wow, đúng kèo. Nhưng mà phải đếm nha, phải cố lên nha không. Đúng rồi. Đừng có để giúp chị Ngọc nha. Chọn cái gì? Em chọn đi, cho em chọn. Em chọn thang tre. Rồi. Em chọn thang tre. Bao nhiêu quẹt? Hay là nguyên dĩa? Kính răng. Kính đầu. Kính đầu. Ác quá. Kính tráng. Rồi. Anh cho em cơ hội là anh chỉ chọn một. Hai vỗ vào mặt em thôi. Hai vỗ mạnh lắm á. Không, anh vỗ nhẹ. Đồng ý không? Đồng ý. Hai rồi, quán sushi. Một, hai. Rồi, chơi trước. Cười gì cái thằng thất bại. Hồi nãy anh cũng chơi trước mà anh thắng á. 10 điểm đi, tin tôi đi. Có kinh nghiệm rồi anh ơi. Trời ơi. Anh ơi. Trời ơi. Không điểm. Rồi. Căng thẳng quá anh ơi. Ôi Điểm không sao. Trời ơi, cưng ơi. Trời ơi, không điểm. Không điểm. Bây giờ nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đâu? Không, phải hai tới lên, hai tới lên là thắng. Có điểm là thắng. Năm nhẹo. Wow. Đúng là trời cao có mắt, trời cao có mắt. Sửa soạn hết rồi. Không. Ngân ơi. Em chỉ cần làm thêm cái việc vậy thôi. Hãy lau khô cái trắng lực để nó giàu. Đầu tiên, mình muốn tô được toàn bộ diện tích đó thì mình phải vào những kẻ hở chứ. Ê, đồ sao cho anh Luật thì mấy ngố á. Thì cũng có người trả thù cho tôi.
bốn mươi mấy tuổi đời rồi, sắp làm xui rồi, đi chơi với đứa nít rồi, giờ nó vẽ lên đầu mình cổ. Cái đầu quá là thờ cha thờ mẹ, mà bây giờ để bôi nước xét vậy đó. Rồi mấy đứa em bên kia nó cười vô mặt nữa kìa. Vẽ mấy ngón trước đi. Ơi, có một em thấy giờ khúc này nhìn anh giống che em. Giống che em không? Giống che em đi che luôn. Em ơi, cái máy nó lộ quá, tóc này nó phải đều kính trán. Chưa, còn hai cái mép hai bên kìa. Sao em nói gì hai cái mép nghe ghê vậy? Ê, cái này là xuống đây là mà chán nào, hồi nào mà chán dữ vậy? Không, cái đó cái bát đó, trời ơi, giống Batman luôn. Tự nhiên tiếp luật có mấy ngố Batman không? Xin chào. Như vậy là chúng ta đã kết thúc buổi tối ngày hôm nay rất là vui. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ thay đồ để chúng ta đến với cái phần kịch. Đây là một cái kịch mà chúng tôi xuyên suốt mùa này là có một cái vị dưỡng lão nhỏ mang tên là Hạnh Phúc. Toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.